Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mô hình nuôi cá bảy màu trong chậu kiến. Chậu thì cũng nhỏ thôi, mình nuôi vui thôi. Tại vì những con cá bảy màu này thì cũng là cá lai tạp, chứ cũng không phải là cá thuần chủng như là ở trên mạng nó bán là full gold, full red, red bông gì đó. Thì mình cũng không đủ điều kiện kinh tế để mình mua mấy con đó đâu. Cái chậu thì cũng có chỉ mấy chục ngàn thôi, còn những con cá thì cũng có chỉ vài ngàn một con thôi. Tiền đâu mà mua tới sắp mặt tới bao nhiêu mấy trăm ngàn một cặp như vậy. Thì như các bạn thấy thì cá mình nuôi vẫn bơi lội rất là khỏe. Cá thì màu sắc cũng tạm ổn. Nước thì mình nuôi bằng nước mưa nha. Và các bạn nước mưa ưu tiên như nước mưa cũ, nước mưa đầu mùa thì nuôi không tốt. Sau đó thì các bạn bỏ thêm một xíu muối để ổn định lại hồ cũng như là ổn định lại pH cho cá phát triển tốt. Tiếp theo là các bạn mình nuôi theo kiểu bán tự nhiên mà, thì các bạn cho vào thêm một số sỏi hoặc là than tổ ong, than tổ ong mà của mấy người mà nấu ăn á, các bạn bẻ nó một miếng nhỏ rồi rửa sạch rồi ngâm cho nó bay hết bụi bẩn, rồi các bạn để vào. Sau đó các bạn lấy rong, các bạn dằn cái đuôi của cọng rong lên, cái đuôi của cọng rong lên để khi mà ra rễ thì cái đuôi cọng rong nó sẽ bám vào cái đá hoặc là cái than đó đó thì nó mới ra rễ, nó mới sống được, tại vì rong la hán nó hơi khó chịu chút xíu. Thì như các bạn thấy thì cá vẫn bơi lội bình thường và với mình thì như đây là đủ rồi. Còn khi nào mà ổn nữa thì mình sẽ mua thêm các loại cá bảy màu thuần chủng, full gold, full red, red bông, rồng xanh, rồng đỏ gì đó. Thì sau này mình mới mua thêm, còn bây giờ thì cái hồ như vậy thì đã ok rồi. Và cá thì vẫn ngắm thì vẫn có cảm giác là sướng mắt hay các bạn. Rồi ok, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video này. Cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.